À, bên cạnh là cái vấn đề mà chúng ta đang nói ngày hôm nay bệnh lý hôi miệng đến từ những cái nguyên nhân uh, do bệnh về đường tiêu hóa bệnh hô hấp hay là bệnh răng miệng chẳng hạn thì phải nhấn mạnh tới cái yếu tố là thói quen vệ sinh của mỗi người uh, tôi cho rằng là cái thói quen vệ sinh nó sẽ là cái nguyên nhân rất là lớn và nó cũng là cái cách thức để cải thiện cái tình trạng hôi miệng của mỗi người uh, rất là nhiều uh, thưa bác sĩ ạ thì Nguyên thấy rằng có những người đàn ông trong cơn say hay là khi đi làm về mệt mỏi vệ sinh nó rất là qua loa, nhưng mà họ sẵn sàng là có thể vô vập người bạn đời của mình rồi và họ có thể đòi hỏi một cuộc yêu diễn ra ngay khi mà uh, nhu cầu lên nó là cao hứng chẳng hạn, nó cho rằng là nó phải bất ngờ như thế mới gọi là tình yêu, nó phải như vậy thì nó mới thú vị, đúng không ạ? Uh, thế thì thực sự là các chị em rất là khó chịu nhưng mà biết góp ý thế nào đây với ông chồng uh, uh, hơi vô tâm và hơi tệ một chút của mình như thế này. Uh, bác sĩ có thể đưa ra cho chị em hoặc là kể cả các anh em đang theo dõi lời thì thầm một vài lời khuyên được không ạ? À, cái thứ nhất là cái lý do đó mới là tình yêu thì tôi rằng đấy là những các cái biện minh những cái biện bạch thôi. mà theo tôi thì đó là những cái vấn đề mà có thể là à, giết chết hoặc là làm vơi cạn dần đi các cái ham muốn và tình yêu à, nhiều người thì một đấy là do cái, cái 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 thói quen sinh hoạt đấy cái thứ hai nữa là một số những người là gia trưởng cho rằng mình đã là chồng mình đã là đàn ông rồi thì mình có quyền làm bất kỳ những cái việc gì với vợ nhất là những vấn đề ân ái chăn gối vâng. cho nên khi bước vào một cuộc yêu ấy, thì thường ấy là là một cách nó đơn giản nó không có một cái sự chuẩn bị kể cả mặt tinh thần và về mặt thể chất tinh thần tức là mình phải có một cái sự trân trọng mà có sự chào đón một cái sự chuẩn bị nhất định Đấy. về mặt tinh thần về mặt cả một cái điều kiện khác nữa dạ. thế rồi như vậy là về mặt vật chất thì mình phải chuẩn bị những các cái điều kiện về cơ thể nó sạch sẽ thế rồi một cái không khí một cái môi trường xung quanh nó phải thi vị đấy. thì lúc bây giờ cô kêu nó mới thể thăng hoa lên đỉnh rồi lên đỉnh được chứ còn trong một cái tâm trạng là vừa đi uống rượu về đấy. người thì nồng nặc mùi rượu, thế rồi kèo sen lẫn nó có mùi mồ hôi hoặc là một cái mùi mà hai ba ngày không tắm lúc bây giờ lại muốn như vậy là có một cuộc yêu ngay với vợ mà đòi hỏi vợ phải đồng cảm phải có một sự viên mãn thì tôi cho rằng đấy là một cái sự ngộ nhận rất là không tốt thế còn để làm sao một chị em đã chẳng may vỡ phải tức là có một người <laughs> chồng để có những cái dạ vâng. suy nghĩ như vậy thì chúng ta lên xử lý như thế nào thì tôi cho rằng thứ nhất đấy là thứ nhất là cái việc thẳng thắn trao đổi là cái điều hết sức quan trọng còn nếu như chúng ta không thẳng thắn chúng ta không trao đổi thì có khi người chồng đó cứ nghĩ rằng cái việc đấy là không vấn đề gì lần này tái diễn thì lần sau có thể lại tương tự Tất nhiên là cái việc trao đổi này á, thì cũng cần phải chọn những cái thời điểm trao đổi cho nó phù hợp cái thứ hai là cái cách thức trao đổi để làm như thế nào đó để anh chồng vừa nhận ra được những cái việc làm trước đây của mình theo kiểu như vậy thì rõ ràng là nó thiếu tôn tôn trọng vợ và nó rất là không tốt và làm cho cái cuộc yêu ít nhất là từ phía vợ vâng. nó không được viên mãn nó không được thăng hoa nó không được vừa ý đấy. cái thứ hai nữa mà mình cũng phải có cái trách nhiệm để chỉnh sửa lại một số các cái thói quen chỉnh sửa trong suy nghĩ và kể cả trong các hành vi của mình để cái cuộc sống của vợ chồng nó tốt đẹp hơn. Dạ vâng. Thì đấy là những cái mà theo tôi thì người phụ nữ nên làm. Dạ vâng.